biết cái xóm đó là hỏi ông nào là cái băng. Cái cầu này đợt này nhánh dày dặn hết không? Cái ra đây thúc cái cùi vô á. Tao nghĩ là vậy, tao cũng chưa biết cái đó là gì. Bình thường. Bánh hai đi mua trần đi con. Bánh hai đi mua trần đi nha. Chết luôn á cậu. Không, để tao coi episode bữa nay có mưa không, biết được. Mà sao cái cầu của bãi 2 năm nó làm khủng thiệt, quản thiệt. Nhưng cầu của bãi 2 năm làm hết hồn bự. Cầu này là đi đẩy gom gà là mới giữ. Đã he này là về ớt cục. Dạ có công chuyện đi đi trước ra anh. Dạ có gì ấy thì đi về anh ơi. Dạ. Nhìn chiếc 514 rồi nhìn thấy gầu quá. Cái gì? Bánh này bự hơn. Bự hơn số. Ông nổ thì gan tiếng của thằng kia ha. Con này qua là nổ khác nè. Vậy gan hả, ơn số một hả? Bởi vì nãy không coi là chiếc nó 351. Giờ đưa ra đây cái đạp nó nhẹ ha. Ừ, giá đạp nó. Giá đạp với là bị nóng. Tắt máy vẫn bóp kèn được. Nát nhanh rồi chậm. Ừ. Mình đè lên thử coi. Còn cái giờ còn số. Còn số ở đây. Ghê chưa? Cấm luôn á. Dạ. Nó là cấm luôn á. Chứ sao không lật? Bốn tay chính từ không lật. Cái ghế ngồi cũng nguyên nữa. Mà không có được vô đâu. Mà đâu có được vô đâu.
rồi. Thằng nhỏ sợ rồi kìa, thằng nhỏ sợ rồi kìa. Thế nào? Đâu? Dạ? Động cơ gì đâu khác con này đâu. Đè lại nè. Mất đèn nữa. Ngồi thoải mái. Ừ, ngồi là không biết gì nữa. Kéo lấy tới kéo luôn rồi. Ừ, kéo luôn được. Qua đề con 725 nó góc còn dữ nữa. Thì lên đề đây. Không có, có động tóc ở gian máy đó nó hơi đạp tới tua nó mới hay, còn hồi này không có. Đó ở gian gì làm được không?